Bài đầu tiên đó là bài chống đẩy trên tường. Hai chân rộng ngang vai, hai gối thẳng với nhau, ngã người về trước 45 độ, hai tay đặt ngang ngực, tay rộng hơn vai, không cao hơn, không thấp hơn, gần chạm tường hít vào, đẩy ra thở. Bài tập tác động lên nhóm cơ ngực, cơ vai, cơ tay.